Tôi Đặng Quốc Huy đại diện BCR sản xuất 2 xin chúc các vị lãnh đạo và đồng nghiệp năm mới dồi dào sức khỏe, cùng nhau nỗ lực thực hiện sứ mệnh của công ty là một lốp xe tốt. Yeah. Kính chào các vị lãnh đạo, các vị đồng nghiệp thân mến. Thì tôi là trên Trần Thị Cẩm Tiên, đại diện cho BCR sản xuất 3. Thì hôm nay là ngày phát quà và tôi đại diện cho tất cả nói lên lời nói là nỗ lực để làm việc để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cố lên, cố lên, cố lên. Xin chào các vị lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp. Tôi Trần Ngọc Nữ đến từ bộ phận kỹ thuật ACTR. Hôm nay nhân ngày phát thưởng của tập đoàn, tôi xin đại diện nhà máy ACTR chia sẻ về văn hóa của tập đoàn. Tập đoàn Sai Luân lấy người làm gốc, cùng nhau trưởng thành, cùng đạt thành tựu. Yeah. Kính chào các vị lãnh đạo và các vị đồng nghiệp của công ty. Tôi tên là Quỳnh Giang Son, đến từ khoa chế tạo 4. Cảm ơn các vị lãnh đạo trong thời gian qua đã cùng nhau cố gắng và giúp đỡ, tạo nhiều phúc lợi cho công nhân viên trong công ty. Kính chúc quý công ty năm 2021 đạt được nhiều thành tựu và tuyển được nhiều nhân viên ưu tú hơn. Chui thảo hào lĩnh thay. Yeah. Kính thưa các vị lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp công ty. Tôi tên là Nguyễn Văn Hùng, đến từ bộ phận kỹ thuật ACTR. Bước qua năm 2021, tôi xin kính chúc toàn bộ các vị lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp một năm mới dồi dào sức khỏe và làm ăn phát đạt, làm một lốp xe tốt. Yeah. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Lê Long Toàn, hiện đang làm việc ở bộ phận chế tạo công ty ACTR. Đầu tiên tôi xin cảm ơn quý công ty và quý lãnh đạo trong năm 2020 đã tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để cho toàn thể những anh em nhân viên và riêng bản thân tôi có thể đạt được những thành tích tốt nhất có thể trong công việc. Qua năm 2021, tôi xin kính chúc quý công ty một năm kinh doanh phát đạt, thuận buồm xuôi gió, hoàn thành mọi mục tiêu của tập đoàn đưa ra. Công ty ACTR cho di thảo hào lĩnh thay. Yeah. Hãy làm việc bằng lòng đam mê và nhiệt huyết, bạn sẽ có cơ hội. ACTR làm một lớp xe tốt. Yeah. Chỉ cần bạn nỗ lực và có mục tiêu làm việc, vinh quang sẽ đến với bạn. ACTR làm một lớp xe tốt. Yeah. ACTR chúc mừng năm mới, làm một lớp xe tốt. Chúc mừng năm mới, làm một lớp xe tốt. Hi, 越南的同事们，大家好。 2020年 是极其困难的一年， 也是极具挑战的一年，是大家共同奋斗的一年，也是共同成长的一年。我非常开心看见大家的进步，尤其是越方当地的管理干部还有员工的成长。集团正在进行全球化的布局，未来我们不仅在亚洲，还要在欧洲还有美洲建更多的工厂，到时候需要我们越南工厂输出更多的人才。希望疫情早日过去，希望越南的 同事们可以早日回家，希望我可以早日到越南去看望大家，非常想念。在新的一年到来之际，祝大家2021年新年快乐，阖家幸福，身体健康。愿我们2021年赛轮越南，我们整个越南基地取得更大的进步，祝赛轮的事业蒸蒸日上。谢谢大家。时间的飞逝，转眼又是一年。 在这辞旧迎新的美好的时刻，我谨代表赛轮集团董事会，向辛勤工作的越南工厂的员工以及你们的家人，送上新年的问候，祝大家身体健康，阖家幸福，万事如意。时代引领发展的脚步，岁月 铭刻奋斗的足迹，回首2020年，是赛轮二次发展开局的一年，同时也是极其不平凡的一年。经济下行压力加大，美国双反调查杰出而至，全球部分轮胎工厂都纷纷关闭了，唯有赛轮逆势而上，克服了 所有前进中的磨难，并在越南等地不断扩建产能。2020年，赛轮的新增产能占世界新增产能的首位，这一切成果的取得都离不开赛轮越南全体工作人员的努力和你们家人的支持，特此向你们表示由衷的感谢。
你们辛苦了，新进入的2021年，是集团全球化发展，实现2025目标，成为全球有影响力的轮胎企业的关键之年。完成这一使命，最根本的是依靠每一位赛道人的不懈努力和奋斗。疫情。 总有结束的时候，我将代表大陆的职工到越南看望大家。时光不止，奋斗不息，让我们凝心聚力，不断超越，创造更加美好的明天。再次祝大家新年万事如意，谢谢大家。